Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 vô lệ. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài 47. Phép cộng trong phạm vi 7. Bài số 1 tính 0 cộng 7 là bằng 7. 4 cộng 3 là bằng 7. 3 cộng 4 là bằng 7. 6 cộng 1 là bằng 7. 2 cộng 5 là bằng 7. 1 cộng 6 là bằng 7. Bài số 2 tính 3 cộng 4 là bằng 7. 4 cộng 3 cũng bằng 7. 5 cộng 2 là bằng 7. 2 cộng 5 cũng bằng 7. 6 cộng 1 là bằng 7. 1 cộng 6 là bằng 7. Sáu cộng một là bằng 7. 6 ta cộng 1. Bảy. 4 ta cộng cho 3 bằng 7. 3 cộng 4 là bằng 7. 1 cộng 6 là bằng 7. 3 số 4. Viết phép tính thích hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à. Như vậy chúng ta, cái hồ bên này chúng ta có 4 con cá, cộng bên này là 3, cái hồ này 3 con cá bằng 7 con. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.